Hello hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu rất là nhiều chiếc xe đẹp nha. Đầu tiên là một chiếc Bentley màu đỏ này. Wow, bạn thấy chưa? Màu rất là đẹp luôn nha. Từng chi tiết đó nha các bạn. Đây, để cho các bạn xem này. Yeah, lá cửa đều mở được nha. Wow. À, bạn thấy chưa? Yeah. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Ok, chiếc xe thứ hai nào. Wow, một chiếc xe cảnh sát. Đây là chỗ đổ xăng luôn. Đây là đèn báo nha. Yeah. Ok. Yeah. Này bạn thấy chưa? Thật là ngầu lắm nha. Yeah. Rồi tên một chiếc xe cứu hỏa nha. Đây, đây có một bình cứu hỏa này. Wow, các bạn xem này. Cái này là bánh đa nha các bạn, chạy lấy đa nha. Rất là mạnh nha, đây. Wow, chi tiết rất là giống thật nha các bạn. Ờ, cái này có thể nâng lên nữa nha, đây, đây này nha. Wow, cầu thang nâng lên. Yeah. Đây là ngầu luôn. Ok. Thứ tư là một chiếc xe so cute. Yeah. Xe này dùng cho con gái nha các bạn. Rất là dễ thương nha. Đây màu hồng rất dễ thương nha. Này chạy. Oh, yeah, rất là mạnh nha. Đây, đây. Khởi động nào. Cũng là một chiếc xe đồ rác. Wow, đèn chớp luôn này. Chỗ trên này là để đồ rác này các bạn. Đây là 6 thùng chở rác này. Đây, đây là mấy cái thùng chở rác rất là xinh này. Em thấy nha, thùng đựng rác này. Ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye.